Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá, ngày 9 tháng 11. Nhận định bóng đá, Bình Dương với Thanh Hóa, 17 giờ ngày 9 tháng 11. Thanh Hóa đã chắc chắn trụ hạng, sẽ có nhiều thay đổi về lực lượng nhưng yếu tố tinh thần đang lên cao sẽ là lợi thế lớn để đội khách áp đảo. Chủ nhà Bình Dương, Thanh Hóa đang được xem là chú ngựa ô ở V-League 2022 khi đến lúc này đội bóng xứ Thanh đã chắc chắn trụ hạng, thậm chí họ còn hoàn thành mục tiêu tiếp tục ở lại sân chơi lớn nhất của bóng đá Việt Nam từ vòng đấu trước. Thanh Hóa vẫn thường tỏ ra khó chịu, từng đã bại rất nhiều đội mạnh. Ở vòng trước khi đã trụ hạng, Thanh Hóa tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ ra sân thi đấu và điều đáng ngạc nhiên là những gương mặt dự bị của họ như Thái Sơn, Ngọc Hà, Tiến Thành, Amit, Xuân Hùng đã chơi khá ấn tượng trước đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Hà Nội. Đó là trận đấu mà Hà Nội đã thi đấu khá bế tắc thậm chí nếu may mắn hơn Thanh Hóa, đã có chiến thắng thay vì rời sân với tỷ số 1-1. Thanh Hóa hoàn thành mục tiêu trụ hạng, nhưng không vì thế mà họ buông xuôi ở các trận đấu. Vừa qua, huấn luyện viên Petrovic đã chính thức chia tay Thanh Hóa, nhưng trên thực tế sự thay đổi đó không làm xáo trộn đội bóng này. Bởi trợ lý Svetislav Panasizovic đã đứng ra dẫn dắt đội bóng này từ vòng 13 khi ông Petrovic về quê nhà chữa bệnh. Trong khi đó, Bình Dương vừa có biến động lớn khi giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh và trợ lý Nguyễn Thanh Sơn vừa chia tay đội. Ở Bình Dương, ông Chỉnh có tầm ảnh hướng lớn về công tác chuyên môn nên khi không còn nhà cầm quân này sẽ đem đến nhiều rủi ro cho đội chủ nhà. Lúc này Bình Dương mới có được 25 điểm và chỉ hơn 6 điểm so với đội bét bảng Sài Gòn FC, trong khi V-League 2022 còn 3 vòng đấu nữa. Bình Dương có chất lượng đội hình, không vượt trội so với đối thủ khi vừa có sáu trọng lớn ở cabin huấn luyện thì chưa biết chừng họ sẽ lấm lưng trắng bụng trước thanh hóa đội hình dự kiến trận bình dương với thanh hóa bình dương đức cường ndiae trọng huy vũ đạt tuấn cảnh văn vũ hoàng bảo minh khoa edison smith tiến linh thanh hóa thanh diệp tiến thành minh tùng amit xuân hùng tiến dũng thành long Trọng Hùng, Thái Sơn, Ngọc Hà, Gustavo, dự đoán kết quả trận, Bình Dương thua Thanh Hóa. 1-2. Bản tin góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.